Anh ơi, em xin hỏi tên anh là tên gì ạ? Anh có thể nói với em biết không? Anh tên gì, đi chuyến bay bay mấy giờ, của hãng nào không ạ? Tiến đi Vietnam Airlines, tức là 11:30. Vâng. Cho con ông cháu cha đi xong rồi bây giờ bỏ lại khách. Anh tên gì, anh quê đâu ạ? Em là Tiến, ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Anh đi chuyến 11:30 ạ. Vâng, anh có thể cho em biết là anh quê đâu ạ? Em ở Bắc Ninh. Anh đi chuyến bao nhiêu ạ? Chuyến 11:25. Thế tình trạng bây giờ của anh thế nào ạ? Không có ghế để đi. Nhưng mà anh đặt vé, anh có trả tiền trước chưa ạ? Có, trả tiền trước. Vâng. Anh Tiến có tình trạng như vậy không ạ? Ok, mình trả tiền trước. Và xin hỏi anh là anh quê đâu ạ? Mình quê ở Bắc Ninh. Thế cái tình trạng hôm nay của anh là gì ạ? Mình ra đây từ lúc 8 giờ nhưng mà hiện tại ra đến nơi làm thủ tục kháng bảo bây giờ chuyến bay là thừa chỗ. Không còn chỗ để ngồi ạ? Đúng, không còn chỗ để ngồi, mà trong khi chúng tôi mua vé trước đây cả tháng trời rồi. Vâng, cảm ơn. Mới mua. Vâng. Thế xin hỏi anh tên là gì ạ? Em tên là Đỗ Bá Luân ạ. Vâng, thế anh quê đâu ạ? Quê Mê Linh. Thế anh đi chuyến vé mấy giờ? Em đi chuyến vé 11:25. Hai em, thế thì anh đến đây là không còn chỗ ngồi hay là như thế nào ạ? Đến đây lúc 9:10 đi xếp hàng, không đến đây người ta bảo không còn chỗ ngồi luôn. Không còn chỗ ngồi, anh đi của hãng nào ạ? Vietnam Airlines. Vietnam Airlines. Và anh có đặt vé và trả tiền trước không ạ? Có, đặt vé trước gần một tháng. Vâng. Thế em xin hỏi chị là chị quê đâu ạ? Em xin hỏi chị. Chị ở Bắc Ninh. Thế chị đến đây bay chuyến mấy giờ ạ? Bay chuyến 11:30. Thì hiện tại là người ta bảo là đang hết vé, hết chỗ. Nhưng mà chị có mua vé trả tiền trước không ạ? Trả tiền trước, hai vợ chồng là gần 7 triệu. Rồi, cảm ơn chị nhé. 3 triệu 3. Và bây giờ tình trạng chung là người ta bảo là cái này là cái sơ suất của hàng không, có phải không ạ? Có phải có sơ suất của cái hãng hàng không Việt Nam này không? Thấy đang bảo nó bị hư hay hư ô máy bay hay là bảo gì đó, mà chuyển hơn 3 giờ sáng ai chịu nổi. Nhưng mà người ta bảo nó là hết chỗ hay là... Hết chỗ. Hết chỗ hay là hư? Hết chỗ. Hết chỗ đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị nhé. Chị gái cho em hỏi xin phép chị tên là gì ạ? Tên Hương. Tên Hương, chị bay, chị là quê ở đâu ạ? Hà Nội. Hà Nội, chị bay chuyến bay của hãng nào ạ? Vietnam Airlines. Thế cái tình trạng của chị bây giờ như thế nào ạ? Thì mình không bay được thôi, giải thích là không có chỗ đó. Chị bay chuyến bay mấy giờ ạ? 23:25. Vâng, em cảm ơn chị. Bây giờ là cũng là không phải là không còn ghế ngồi hay là... Thì giải thích là không còn ghế ngồi thì mình biết vậy. Vâng. Nhưng mình không có đồng ý. Vâng. Thế là chị cảm ơn chị với vấn đề này nhé. Chị còn có bao nhiêu người đi cùng chị trong cái chuyến bay này ạ? Hai vợ chồng ạ. Anh nhà chị đâu ạ? Thôi khỏi cần đi bạn. Mình đang một mình lắm. Nhưng mà chị có thể giúp em trong vấn đề này một chút được không ạ? Thôi bạn ơi. Mình đang khó chịu lắm. Vâng, cảm ơn chị ạ. Kính thưa quý vị và các chị, là đây là một chuyến bay airline mà chúng tôi đã đến đây với sân bay và có hàng rất nhiều, chứ là hành khách người ta đã mua vé và rồi để không nhận được chỗ ngồi và cũng không nhận được những cái sự tận tình của những nhân viên của hàng không airline, và cũng chỉ nói là hết chỗ ngồi rồi và cũng không có một cái lý do gì với hành khách của mình cả. Đây là một cái hãng hàng không rất chi là, đây là một hãng hàng không của quốc gia mà cũng tình trạng mà cũng đã xảy ra như vậy, thì cũng xin được đề nghị đến hãng hàng không quốc gia xem xét vấn đề này lại trong một thời gian tới ạ. Xin được gửi đến hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Thank you. Cô là HK, không phải HL, em không phải là người bán. Em cũng là người bán vé, chứ không phải là cái gì. Các bạn đang nghe một nhân viên của cái này đang cháu cha hay là cái gì đó đi rồi, bây giờ không có chỗ cho người khác. Chứ chị đừng nói là không có chỗ. Em đã đặt rồi, thì tên em ở trên đó rồi. Làm sao mà chị cho người khác đi thế vào cái ghế của em được? Làm cái gì cũng phải vừa phải đấy chứ. Giờ làm sao thì làm. Đây là những cái hành khách khách hàng rất chỉ được bức xúc trong chuyến bay mà của ngày. Giờ giải thích làm cái gì? Giờ cho đi thôi chứ giải thích làm cái gì? Bồi thường được 400.000, có tiền là làm được chắc. Đây là một trong những 7 hành khách mà chúng tôi đã phỏng vấn từ nãy giờ là đang rất chỉ là bức xúc với vấn đề là xử lý cái vấn đề của vé máy bay của ngày 13/1/2015. Các bạn đang nhìn thấy một cái
hình ảnh diễn ra trước mắt, đó là hãng hàng không Việt Nam Airlines, một hãng hàng không quốc gia của Việt Nam.